Trời quá đất rồi, hỗn loạn quá luôn á. What's wrong? Baby be 90. Đường phố họ lúc nào cũng trong tình trạng như thế này mọi người ơi. Sorry. Xe rồi cãi lộn chửi lộn ôm sùm luôn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Ấn Độ. Hôm nay là ngày đầu tiên mình ở Ấn Độ. Hôm nay mình sẽ cho mọi người cảm nhận Ấn Độ sẽ là như thế nào nha. Wow, trời, ông này ông bóp kèn ghê vậy ta. Qua bên đây là thấy lúc nào cũng nghe cái tiếng kèn mọi người ơi. Thiệt gây lộn cãi lộn gì tùm lum hết rồi bóp kèn ngoài đường. Thời tiết bây giờ Ấn Độ là khoảng tầm gần 45 độ nha mọi người nha. Trời ơi, bên này bây giờ nóng cực kỳ, nhưng mà có ngay cái mùa, có những cái mùa mát mà hôm nay mình lại không biết, mình đã chọn đi cái mùa này cho nên là rất là nóng. Ở đây cái văn hóa họ bóp kèn rất là dữ nha. Và bây giờ mình ra ngoài thì mình thấy là có một mình là người khách du lịch thôi. Nguyên cái khu này có một mình là khách du lịch thôi mọi người. Và mấy ông Ấn Độ này ổng kêu mình liên tục luôn. Ôi cha. Đó, các bạn thấy không? Đó, bóp kèn kinh hồn luôn. Tại Ấn Độ quá sợ rồi. Đường phố ở đây là kẹt xe, mọi người thấy không? Có cảnh sát người ta dàn hàng ở đây luôn, người ta cũng coi để mà giờ làm việc cái giao thông bên này luôn mà rất là kẹt xe mọi người. Đó, mấy cái ông Ấn Độ này là mấy ông chạy là không có cái nhường gì hết nha, là mấy ông chỉ chạy bóp kèn thôi. Đó. Hello. Quá là kẹt xe luôn. Wow, trời ơi, gây lộn tiếng kèn y xèo luôn. Ý, cái kèn lại cho nó vui hay sao á. Trời ơi, ai cũng bóp kèn hết nè. Thật sự nếu mà không có xe mấy ông cũng bóp kèn luôn. Quá trời quá đất rồi, hỗn loạn quá luôn á. Bây giờ thì mình đang đi di chuyển qua cái khu gọi là Old Delhi của Ấn Độ. Thì khu này là thủ phủ cũ. Thì mọi người thấy là ở trên này là nhà cửa cũng sẽ cũ hơn, và cũng đường phố cũng sẽ rác nhiều. Thì chỗ này là dạng như là những người họ ở bên cái tầng lớp họ thấp hơn và họ sống ở đây. Nói chung chỗ này cũng khá là lộn xộn, ở đây kẹt xe cũng rất là nhiều. Ôi trời, kinh hồn, bóp kèn ít ỏi luôn. Đây chỉ mới là, đây là thủ đô thôi nha mọi người, chưa có nói là chỗ mà, chưa có nói là những cái chỗ vùng quen nha, vùng nghèo nha. Đây là thủ đô của Ấn Độ, thì mọi người hình dung ra rồi đó, thủ đô của Ấn Độ nha. Quá trời quá đất, đủ ngành nghề luôn mọi người ơi, rất là nhiều ngành nghề luôn. Nóng quá mọi người, ở Ấn Độ
50 độ C. Khủng khiếp, khủng khiếp. Ở ngoài đường thì rác nhiều lắm nha. Ruồi, rác, bò, cứt bò, cứt trâu quá trời ngoài đường. MRC. Ngay chỗ này rất là kẹt xe. Ôi cha ơi, hỗn loạn quá luôn á. Việt Nam, not Chinese. You know Vietnam? My country is Vietnam. Not China. Not China. I'm speaking Vietnamese. Cái giống người Trung Quốc hay sao, đi đâu người ta cũng nói là Trung Quốc. Ở Ấn Độ thì người già đồ, những người mà vô gia cư họ ngủ trên đường rất là nhiều. Và cái chỗ ngủ thì cũng rồi bu cũng khá là nhiều mọi người. Qua đây là người ăn xin rồi quá trời quá đất. Namaste. À, mình đang đi bộ vô một cái khu chợ của Ấn Độ thì vô đây coi chỗ này nó bán cái gì nha. Thấy bán đồ ăn rồi bán dụng cụ cũng khá là nhiều. Không biết là như thế nào đây, để mình vô thử. Cũng là vô để tránh nóng rồi mọi người. Ở đây người ta bán mấy cái đồ vậy như điện tử á. Ồ, quá trời quá đất. Rất là nhiều ngành nghề ở trong cái khu Old Delhi này luôn mọi người. Bán đồ điện tử, bán đủ thứ hết. Nhưng mà có một cái mình thấy là người Ấn Độ họ xả rác rất là dữ nha. Hạt, một hạt nhỏ quá trời quá đất luôn. Đi đường phải nhìn ở dưới chân, tại vì quý chân cứ chó cứ mèo nhiều lắm. Tại ở đây là chó người ta thả ra ngoài đường, bò thả ra ngoài đường, bò nữa thả ngoài đường rất là nhiều. Hầu như là đi rồi nhìn ở dưới nha, chứ đôi khi không nhìn là phải dậm. À. Hello. Quá trời rác luôn. Mình đi đâu người ta cũng nhìn mình hết. Giống như là mình sinh vật lạ vậy mọi người. Không biết sao mà người Ấn Độ họ phải nhìn nhìn chăm chăm. Nhìn chăm mà nhìn rén ngang luôn. Đi mà cứ nhìn chăm. Quá trời quá đất luôn người. Mình thấy người già ở đây vô gia cư mà rất là nhiều nha. Ở Ấn Độ phân chia tầng lớp. Thật sự là chưa có nước nào mà phân chia tầng lớp như Ấn Độ luôn. Người lớn tuổi, 60-70 tuổi họ vẫn ra ngoài phải làm. Không có chuyện mình không có chuyện là mình nghèo mà mình thoát khỏi cảnh nghèo đâu mọi người. Mình nghèo thì sẽ nghèo suốt đời luôn, mà giàu thì càng ngày càng giàu. Kẹt xe rồi, cãi lộn, chửi lộn, ôm sùm luôn. Where are you from, bro? Việt Nam. Kẹt xe rồi, chửi lộn, đánh lộn luôn. Thank you. Wow, kẹt xe quá trời, quẹt xe. Namaste. Không, thấy không, Ấn Độ không? Trời ơi,
bóp kèn nè. Đây là cái hẻm nhỏ thôi nha mọi người. Đi vô cái hẻm nhỏ thôi mà kinh hồn vậy rồi đó. Đó. Mình stress quá. Mới sáng sớm ra. Mình chỉ mới dành có một chút thời gian để mình đi bộ ngoài đường thôi mà mọi người thấy cái cảnh nó hỗn loạn không? Quá trời quá đất. Rồi không luôn, quá trời rồi luôn. Thật ra là ở đây á, mà kiếm cái gì mà uống nước hay là ăn cũng khó nữa. Vì không thấy cái gì uống được hết mọi người. Có cái nước uống rất là lạ. Nhiều khi muốn ngồi nghỉ mà kiếm cái chỗ nào mát mát phòng lạnh cũng không có luôn. Thì cái nóng bây giờ 50 độ C. Mọi người thấy mồ hôi mình không? Nhễ nhại luôn. 50 độ C. Ở Ấn Độ thì ở đâu cũng thấy ruồi hết. Mọi người thấy không? Ngay cái chỗ mình ngồi nè. Ngay cái chỗ mình ngồi thôi mà ruồi quá trời ruồi luôn mọi người. Ruồi gọi là quá trời luôn. Ngay cái chỗ mình ngồi thôi, ruồi quá trời ruồi luôn. Ở đâu cũng thấy ruồi hết. Quá trời ruồi luôn. Hầu như kiếm một cái chỗ nghỉ chân trên đường phố Ấn Độ không bao giờ dễ. Vì cái tiếng còi xe nó in ỏi và nó dồn dập liên tục. Không có một cái điểm dừng ở Ấn Độ. Thật ra là đi Ấn Độ thì nó không, mọi người đi bộ trên đường nha, sẽ không có vỉa hè mà đi luôn. Nó gọi là nó dồn dập liên tục luôn mọi người. Rất là khó để mà mọi người ngồi một chỗ để mà nghỉ yên ở Ấn Độ. Tiếng còi xe in ỏi luôn. Mà cái chỗ sạch để ngồi không có. Tại vì ở đây thực tế mình, ở đây mình trải nghiệm thực tế luôn. Ở đây là mình sẽ cảm nhận là mình ngồi một chỗ mình phải ngồi mà mình phải kiểm tra. Đôi khi rất là nhiều những cái khạc nhổ của người Ấn, họ khạc ngổ dữ lắm. Cũng không có chỗ nào mà mát mẻ để ngồi hết. Ở đây người ta bán một cái loại nước uống gì mình cũng không rõ nữa. Giống là nước cam đó mọi người. How much money? How much money? 20. Ok. Can I get one please? Nước chanh. Đây là nước chanh Ấn Độ. Không có bỏ đá. Ồ. Ở đây người ta không có bỏ đá nha, chỉ là một cái ly nước chanh nè. Chanh muối người ta có bỏ cái xíu bột gì đó, nó hơi mặn mặn. Nó mát thôi chứ nó không có đá mà. Có 6.000 một ly này thôi, khá là rẻ. À. Đây là cái chỗ mà uống nước công cộng của Ấn Độ. Thì đây mọi người. À, người ta đút cái miệng ở đây uống. Nước rửa tay đồ ở đây rồi rửa mặt và người ta uống ở đây luôn. Ôi trời ơi. Vậy mà người ta uống mình thấy không có vệ sinh lắm mà thấy người ta uống cũng khá là bình thường. Không có gì gọi là sợ. Hầu như ở Ấn Độ á, là bên ngoài chị ngoài đường á, sẽ thấy chỉ toàn là đàn ông thôi mọi người. Không có phụ nữ nha. Phụ nữ ở Ấn Độ thì chỉ ở nhà làm việc nhà thôi. Ở ngoài đường tất cả những việc mà lớn thì toàn là đàn ông thôi. Welcome. Ah, did you chai? Chai. Chai. Can I get one? Can I get one, please? Okay. Ở đây là món trà sữa Ấn Độ. Mình sẽ thử cái món trà sữa Ấn Độ nha mọi người. Can I get one, please? How much ruby? How much ruby? 20, guys. 20, okay. 20, okay. À. Đây, món trà sữa Ấn Độ đây.
Đó. Thì đầu tiên là sẽ nung bằng trong cái này nè. Ồ, ly trà sữa nè. Ly trà sữa nè. Ngon ghê mọi người. Nóng hỏi luôn. Đây mọi người nhìn ở trên trời nha, ở trên trời có mấy cái con gì nó bay á mọi người, là ruồi á. Quá trời ruồi luôn. Mà không có biết là ở đâu mà nhiều dữ như vậy. Bay ngập trời, ngập không khí luôn. Đường phố họ lúc nào cũng trong tình trạng như thế này mọi người ơi. Quá wow, trời ơi, quá trời kẹt xe luôn. Kinh hồn. Sorry. Ôi trời ơi. Alo. Đây là một cái món ăn nó rất là phức tạp ở Ấn Độ, là trái dưa xong rồi chặt ra rồi sắc muối lên, sắc bột, sắc masala lên rồi ăn thôi. Tuy nhiên thì mình không có dám ăn tại vì có nhiều ruồi quá mọi người. Ruồi quá trời ruồi luôn. I don't have money. What? One money. Ấn Độ là xin tiền quá trời. Ở đây mà chụp hình họ là họ sẽ lại họ đòi tiền mọi người. Nhất là mấy cái người mà thường thường là vậy, như họ ăn mặc giống như người đồng tính á, thì họ cũng hay kiếm chuyện họ đòi tiền. Chụp hình họ, ví dụ mà mình quay ngang mà có họ thì họ sẽ lại họ đòi tiền mình á. Muôn kiểu ở Ấn Độ luôn. Đây là mình chỉ mới đi cảm nhận một vòng cho mọi người xem thôi nha. Mình chưa tới những cái chỗ tham quan và chưa có sử dụng cái gì ở Ấn Độ hết. Mình chỉ vừa có ăn uống rồi mình đi một vòng ở Ấn Độ. Mình đi mới có vài cây số cho mọi người xem thôi, thì mọi người thấy cái cảnh nó hỗn loạn tới chừng nào. Thật sự cái đất nước mà nó đông dân như vậy á, mà vậy như cái quản lý của họ và cái mức độ mà phân chia tầng lớp của họ khá là nhiều, phân chia tầng lớp mà giàu nghèo khá lớn ấy, vậy nên là mọi thứ nó đều hỗn loạn ở đây. It's not allowed. Ah, it's slow. Okay, thank you. Yes, thank you. Sorry. Đây là những người mà trong cái tầng lớp thấp nhất của Ấn Độ này mọi người. Để thấy tội không? Rồi bu kiến đậu. Thật sự ở đây thì cũng không giúp gì được cho họ hết, tại vì cái văn hóa của họ là vậy rồi. Nằm ở đây mà rùi bu này mọi người thấy không? Quá trời rùi luôn.
ở đây mà mọi người mà muốn đem tiền qua làm từ thiện mà cho chắc không bao giờ đủ luôn, tại vì cái phần tầng lớp giàu nghèo Ấn Độ nó nhiều lắm, nhiều kinh hồn luôn. Và rồi bu kiến đậu, người ta ngủ ngoài đường luôn, nằm họ nằm ở ngoài đường mà dạng như cái chỗ mà họ gọi là dơ á, họ chỗ mà rác đến không họ nằm luôn, ngủ ngoài chỗ đó luôn. Mọi người sẽ chưa thấy cái cảnh đó những cái nước nào ở Đông Nam Á nha mọi người, hoặc là những cái nước dạng như ở châu Á chưa bao giờ thấy những cái cảnh đó, nhưng Ấn Độ sẽ có nha. Có những người ở Ấn Độ họ giàu, họ sẽ rất là giàu. Và Ấn Độ người nào nghèo á, họ sẽ nghèo mà gọi là nghèo mà cuối của cái chữ nghèo luôn mọi người, gọi là cái cuối của chữ nghèo luôn. Gọi là ở Ấn Độ á, một ngày á 100 rupee người ta có thể ăn được một ngày nha. 100 rupee là tương đương với 30.000 tiền Việt Nam, thì người nghèo đó là họ có thể ăn, họ sống trong vòng một ngày. Còn ở Việt Nam 30.000 tiền Việt Nam mình chưa có ăn được một bữa sáng nữa. Và ở Ấn Độ 30.000 tiền Việt Nam mình có thể ăn được một ngày nha mọi người. Người nghèo á họ rất là quý. Đó gọi là cái nguồn thu của họ hầu như là không có luôn. Tại vì những cái tầng lớp mà thấp ở Ấn Độ á, họ không có thể nào mà xin việc, không thể nào mà xin việc dễ dàng được. Đây, cứ cách vài mét là sẽ có một vài người nằm như vậy đó. Rất là nhiều ở Ấn Độ mọi người. Đây là người lớn tuổi không? Còn 60-70 tuổi không? Họ già rồi. You understand Hindi? No, no Hindi, just English. Only English. No. I just know nice mate. The Indian people not make English. Ah, right. Can't understand. Yeah. My first time here. I know. Many traffic here. How old are you? Come in Pandish Day. Mm-hmm. Let Mr. Narendra Modi come and flying the Tiranga. Okay. They start to very crowd. Mm-hmm. That's beautiful light. It's close today. Yes, sir. Yeah. But today is very hot. Very hot. Hotter than Vietnam. India hot. Namaste. Namaste everybody. Namaste all the bhaiya ko. Ở đây người ta xăm Ấn Độ mọi người. What? Namaste. What you say? Hello. Namaste. You little bit Hindi, like a namaste. Kaise hain aap? How are you? Kaise hain aap? Help. How are you? Means kaise hain aap? Kaise? Kaise hain? Kaise? Kaise? Hain? Ha? Aap? Kaise hain aap? Main bahut badhiya hoon. I am fine. I am very well. Mm-hmm. I am very well. Main bahut badhiya hoon. Okay. I got that. Rabbis, they look local. You heard? 50 rupees mein liya the laspatra se. Ab bechte hain 3000 4000 ka ye do. Aise bechte hain. This means your hand is hurt. Hurting? Hurting? Hurt. Hurt. Cái tay đau không? Okay. Có mấy đứa nó cũng dễ thương đó mọi người, cho tiền đó mà nó không lấy luôn. Trời ơi. Tội nghiệp với ta nè. Don't worry. You go to buy some food. Okay, no problem. I'm traveling. I have money, I'm traveling. Don't worry about that. Okay? Okay. Okay. Happy? Happy. Are you happy? I happy. Yeah. You know Vietnam? Yeah. Say camera. Vietnam. Vietnam. Hello Vietnam. Hello Vietnam. Nhóc này nó dễ thương lắm mọi người. Đi lụm ve chai đồ khó khăn nhưng mà cho tiền nó không lấy nha mọi người. Tại vì có nhiều người họ cảnh báo là giật đồ này kia. Rồi người ta nói với mình trước mặt nó luôn. Cái nó cũng buồn á. Cái mình cho tiền nó không lấy. Đợi không? No. Where your house? Where your house? Where you staying? Where you staying? I don't speak Hindi, just English. Yes. Just English. Yeah. No. You cannot. Nothing, okay. No. I cannot speak Hindi. Nothing. Yeah. What is my
मतलब थोड़ी चक्का जो मैं हम बोलते हैं हमारे नहीं वास व्हाट रॉन्ग कोई भी नहीं इसमें कोई साथ नहीं कोई गंजा नहीं बीड़ी सिर्फ दारू सिर्फ बाहर और कोई नशा नहीं ये है ना हल्का मलका बाहर ये बच्चा है बच्चा बहुत नशा करता है दाढ़ी मोछ है हमारे हम तो जिंदगी कोई नहीं है ओके ओके हमारे हम हेयो ओके 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 व्हाट्स रॉन्ग विद यू थैंक यू नमस्ते माँ बाप नहीं है हमारे धन्यवाद आपके आपके जो बोलते हैं ना सच बोलते हैं I cannot understand Hindi No Hindi No Hindi I don't understand Hindi Just English Sorry Okay Sorry quá mệt mỏi mọi người Hả? No, I see it. Yeah. You don't know why? What's wrong with him? What's wrong with him? Black and shit. Crazy? Crazy? Why she think they had cheese? Just like that. You want to What do you want? Ice cream? 20? Oh, 30, okay? Thấy nó tội nghiệp quá mua gì cho ăn mọi người. Happy, are you happy? Okay. Happy. Happy? Bangshi. Dasu. No, it's just enough. Okay. Huh? That's enough. It's slim, the lad. It's slim. It's just enough. You can buy some food. Okay. Okay. Bangshi. You must to say thank you. You must say thank you. Kalya. Bakshi. Where? Yana. Happy? Are you happy? I happy. Okay. Ha, okay. That's enough. Mình mua cho nhóc này thì bao nhiêu đứa nhóc lại nó vui theo chứ không mà mình mua no that's enough I give you money oh. No I will call the police okay no trời ơi nó không cho tiền nó chửi mình luôn kìa thoát du luôn kìa hổn ghê có mấy thằng nhóc không cho tiền nó chửi mình luôn mọi người quá dã man thiệt. Ờ mày giống. Ờ. Mày giống. Ừ. Ok. Ok. Không cho tiền á nó chửi mình luôn mọi người. Nó chửi phất du luôn. Mình cho tiền rồi nha mà nó còn nó là chưa đủ, nó mua hũ kem chưa đủ. Cho thêm. Mình không cho nữa nó chửi mình luôn. Ok. You happy? Happy. Okay. Nice to meet you. Thank you. Thank you. I come back to my hotel, okay? Okay. Và có những đứa cũng rất là thương nha. Có những người họ lại họ nói chuyện mình nha. Họ nói là mấy đứa này á, nhỏ nhỏ con nít này đó mà dạy như nói dạy cái tầng lớp thấp á mọi người. Thì mấy cái người mà họ có tiền chút á họ lại họ nói đừng có đụng vô người nó. Đừng có đụng vô người nó thì cái đó là dơ bẩn lắm sẽ không có may mắn cho mình họ nói như vậy những người mà họ dạng họ
họ có tiền chút á, họ lại nói được cái đụng vô người, những cái người mà nghèo khổ này thì sẽ mang cái điều không may mắn cho mình. Và những cái người này là dơ bẩn lắm, bẩn thỉu lắm, cho nên đừng có đụng vô. Đó, người ta cảnh báo mình vậy, với lại đồ dùng này kia. Nhưng mà thật sự là thấy tội lắm mọi người. Mà họ nói trước, đặc biệt là họ nói trước mặt cái người mà cái người nghèo đó luôn. Người đó họ cảnh báo trước mặt người ta luôn. Thấy tội không? Mọi người thấy không? Thật sự cái cảnh tượng mà phân biệt tầng lớp Ấn Độ nó kinh khủng lắm. Nó kinh khủng lắm mọi người. Hồi đó giờ coi ở trên YouTube ha, coi ở trên báo chí, mọi người sẽ không bao giờ hình dung ra ở Ấn Độ họ phân biệt tới chừng nào nha. Qua đây rồi nha, họ cảnh báo, họ thậm chí họ nói cái thằng này là cái thằng ăn trộm ăn cắp và cái thằng nghèo khổ đó, đừng có ngồi chung với thằng này, dơ bẩn lắm đó, người ta nói vậy đó. Mà mình thấy tội lắm mọi người, nhóc nãy á thấy tội lắm, cho nên mình dắt nó đi mua một chút đồ ăn. Đây ở Ấn Độ mọi người thấy không, mọi người thấy tội không? Những cảnh tượng này sẽ không bao giờ mà thấy được ở Việt Nam mọi người. Không bao giờ thấy được ở Việt Nam. Người nghèo họ nằm ở ngoài đường như thế này. Và ở đây là sự thật 100% nha. Mọi người sẽ không bao giờ thấy được cái cảnh tượng mà những cái người nghèo, những cái người mà dạng như họ ăn xin, họ nằm ngoài đường mà ruồi nó bu trên người, mà nó bu y như là cái gọi là cái đồ ăn mà bị thiêu vậy đó. Trời ơi, nó rất là nhiều Ấn Độ luôn, rất là nhiều Ấn Độ luôn mọi người. Cứ đi vài mét là mọi người sẽ thấy nha. Đây, mấy người họ sống ở dưới ngay cái gầm cầu này mọi người. Rất là nhiều. Đường phố thì rác không. Rất là nhiều luôn. Những cái giờ này là giờ chưa cao điểm thôi nha mọi người nha. Thấy đường phố xe cộ nó cũng rất là hỗn loạn. Và bóp kèn rồi xong rồi chửi lộn, đánh lộn ngoài đường luôn. Đánh lộn ngoài đường luôn nha mọi người. Bóp kèn mấy ông này rất là nóng tính luôn. Gọi là xong thôi bóp kèn không đi được, ngừng lại đánh lộn luôn. Từ sáng tới giờ. Đây là thủ đô của Ấn Độ nha mọi người, không phải là cái vùng nào mà gọi là vùng quen nha. Thủ đô Ấn Độ, New Delhi. Đây là New Delhi nha.